Ok, hello và xin chào, bạn đang trở lại với channel của Kidding TV, Kidding Minecraft nha. Và hôm nay Kidding đã quay trở lại với một clip nữa. Nhưng mà trước khi bước vào clip này thì các bạn cho mình vài giây để mình BR kênh của bạn này nha. Thì hôm nay mình sẽ BR kênh của bạn Lão Nguyên. Thì bạn này là đồng nghiệp hợp tác với mình cũng khá lâu rồi. Thì bạn này, cái content kênh bạn này làm cũng làm về Minecraft giống mình nữa, nhưng mà làm về kiểu review shader, review addon và làm những clip Minecraft 2 xây dựng cũng rất là hay luôn. Đây, Vinh MC và Hưng VN, ai bắt cua pro hơn, những cái gọi là những cái clip so sánh đó bạn, làm Minecraft TikTok nữa cũng rất là hay luôn đó, thấy không? Nói chung là content chơi kênh của mày cũng khá là chất lượng đó. Review về những cái addon xe mô tô nè, xe là đẹp cho máy không lát, và có những cái livestream Minecraft, những cái livestream Free Fire, và ở đây có hẳn một cái clip làm về mình luôn bạn, làm về mình luôn nè. Quái lòng bàn sự làm về mình phiên bản đậu phộng cực bựa nữa. Nói chung là khá là hay đó. Kênh bạn này khá là hay, và bạn này chơi nói chuyện cũng khá là vui vẻ nữa. Nên là bạn nào á coi được clip này rồi á, nhớ qua kênh bạn Lão Nguyên đăng ký giúp mình nha mấy bạn. Chém thôi. Bời hết vô đây. Bời hết vô đây. Đấy. Rất là mạnh luôn các bạn, ghi càng lâu thì sức mạnh của thanh kiếm này nó sẽ bắn càng dữ đó, rất là ghê. Tầm tấn công sẽ xa hơn và nhiều hơn rất là nhiều đó. Khi các bạn chém một con mod thì nó sẽ lan ra những con mod khác thì dám chơi các bạn chứ nè, ghi nhẹ thôi nha các bạn đó. Thấy không, các bạn thấy cái tay phải của mình, cái tay trái của mình không, dơ dơ lên nè, hô mưa gọi gió đó, các bạn sẽ tạo ra một số con Gavager nha. Mình quá nhẹ cái à, tên reaction squad đấy, thanh kiếm của Hằng God, God up đó, các bạn thấy không, quá ngang thấy không, ông trời tạo ra địa chấn, phạt cái đầu anh là điểm nhấn. Ok, hello, xin chào các bạn đã trở lại với channel của mình, và mình là Kidding Minecraft đây. Thì lâu quá mình không quay trở lại với phần review addon rồi đúng không? Nên là trong ngày hôm nay mình sẽ quay lại với phần review addon. Nhưng mà hôm nay sẽ không phải là addon những con mod hay là những cái addon về những cái mod addon hay về khủng long hay là gì đó đâu. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái top. Mình sẽ làm ra một cái list top về những cái loại vũ khí hay là những cái loại kiếm phải gọi là cực kỳ bá đạo và cực kỳ khủng khiếp trong Minecraft mà các bạn cần nên biết nha các bạn. Đấy, nên là nếu như bạn nào thích á, cái clip này của mình thì các bạn đừng quên để lại một like and một subscribe để ủng hộ mình làm tiếp những cái clip tiếp theo về Minecraft review mod, addon và cũng như là những cái clip sinh tồn nha các bạn. Go. Ok, thì đến với top 4 của những vũ khí mạnh nhất, những vũ khí khủng khiếp và bá đạo nhất trong Minecraft. Đầu tiên chúng ta sẽ phải kể đến Royal Sword và Pit Bertha. Hai anh kiếm này mình sẽ gộp chung vào một cái top 4. Hai anh kiếm này thì có điểm đặc trưng là rất là to. To hơn so với những anh kiếm bình thường và gọi là cực kỳ rất rất là lớn, siêu to khổng lồ và tân vlog luôn các bạn ơi. Đấy, thì hai anh kiếm này nó cũng khá na ná nhau. Một thanh màu đen có màu đặc trưng là đen đỏ và một thanh là màu vàng trắng, tượng trưng cho Royal trong Minecraft Crazy Craft. Thì hành kiếm này rất là nổi bật vì xuất hiện ở trong những cái series Crazy Craft or spawn của những YouTuber, và nó rất là to, dùng để giết những cái con chùm phải gọi là chùm cuối siêu mạnh của Minecraft Crazy Craft. Đấy, thì hành kiếm này nó mạnh tới mức có thể chém một hit one shot một con Ender Dragon chỉ với một phát chém nha các bạn. Thì đéo tin. Thì thanh kiếm này nếu mà các bạn nào sở hữu được sẽ trở thành bất khả chiến bại. Đam của thanh kiếm này có thể giết một con Wider và một con Ender Dragon chỉ trong một nhát chém, cực kỳ mạnh. Nice. Bởi hết vô đây. Rất là mạnh nha mấy bạn. Ui, bình tỏng. Đó, dù là chế độ sinh tồn mình có thể căng hết mấy con Gavager luôn nha mấy bạn, chỉ với một nhát chém thôi. Bời hết vô đây, bời hết vô đây. Đấy,
rất là mạnh luôn. Chỉ với một nhát chém các bạn có thể kết liễu một đội quân Gavager. Mình không mặc giáp luôn nha các bạn, mình mới chỉ tránh né tụi nó thôi, mất có nửa cây máu thôi các bạn. Và mình đã căng hết một đội quân Gavager chỉ với cái thanh kiếm Royal này thôi, phải gọi là cực kỳ mạnh luôn. Và chắc chắn là với thanh Beat Bertha cũng vậy. Thì hai anh kiếm này nó kích thước nó cũng khá là ngang ngang nhau. Riêng cây Royal thì nó sẽ ngắn hơn cây Beat Bertha nha các bạn. Cây Beat Bertha này chắc chắn sẽ mạnh hơn Royal Squad. Và nếu như bạn nào muốn trải nghiệm thì các bạn đừng quên kéo xuống phần mô tả để tải những cái thanh kiếm như đây nha. Ok, đến với top 3 thì chúng ta sẽ có những thanh kiếm, những cái vũ khí của bạn hát đòn Territory of Hearts, lãnh địa của trái tim. Thì bản hát đòn này chắc chắn là một số bạn vẫn chưa biết tới vì hát đòn này là của Nhật và mình cũng chưa review nào, nên là hôm nay mình sẽ dành ra một ít thời gian để mình review những vũ khí của hát đòn này. Đấy, thì hát đòn này chúng ta có 4 thứ vũ khí mạnh nhất. Đấy, những vũ khí ở đây thì đam nó sẽ không bằng những cái thanh kiếm của Sainsborn, không tới cái chỉ số là hàng nghìn, hàng tỷ. Nhưng mà những cái thanh kiếm ở đây thì nó sẽ có những cái hiệu ứng đặc biệt giúp các bạn đánh quái phải gọi là BBB cực kỳ đỉnh cao luôn, như là phim anime luôn đó mấy bạn ạ. Thì đầu tiên nó sẽ đến với thanh Muntia, kiếm của nữ hoàng hồ bơi. Đấy, thì thanh kiếm này nó có sức chỉ số tấn công vật lý là 11 đam, rất là mạnh. 5 phát là chúng ta có thể giết được một con Ravager. Và thanh kiếm này nó có kỹ năng đặc biệt, khi các bạn ghi vào nó thì nó sẽ bắn ra những cái bọc bong bóng. Đó, khi tới các bạn ghi tới cái thanh năng lượng này mà nó đạt tới chỉ số gọi là mát chỉ số á, đây, thì nó sẽ phun ra một luồng bọc bong bóng cực kỳ lớn, có thể kết liễu đối thủ rất là nhanh luôn các bạn à. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem thử. Rất là mạnh luôn, cực kỳ mạnh nha mấy bạn. Gavager mà nó giết rất là nhanh luôn. Đó là những gì của thanh kiếm này đó. Rồi tiếp đến chúng ta sẽ có thanh Smash Sword. Thì thanh kiếm này cũng không có gì đặc biệt ngoài Nani? Khi cái thanh cao đao ở dưới cùng của thanh kiếm á, đầy thì các bạn sẽ được dịch chuyển như là một Enderman luôn, rất là mạnh. Đó là những gì nổi bật của thanh kiếm này. Và sức tấn công vật lý của nó là 5 đam, cũng khá là ok đó, chỉ bằng một cây kiếm sắt thôi. Đó, sức mạnh tấn công vật lý của thanh kiếm này nó cũng khá là yếu, không được mạnh. Nhưng mà được cái nó được cái một cách dịch chuyển giúp chúng ta bỏ chạy một cách nhanh chóng khi mà gặp những cái địch mạnh. Đó. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ tới với cây Shadow Squad. Đây là thanh kiếm bóng hả các bạn. Thanh kiếm những cái bóng đó. Đây. Thanh kiếm này nó có một cái năng lượng bóng tối. Và sức tấn công vật lý của nó là 6 đam, hơn cây Smash Sword 1 đam. Và thanh kiếm này nó có khả năng là đó, bắn ra những năng lượng bóng tối nha các bạn. Thì khi mà cái thanh cao đao đầu tiên bắn vào một năng lượng bóng tối, 3 năng lượng bóng tối và cuối cùng là 5 năng lượng bóng tối, tùy theo cái thanh năng lượng mà các bạn ghi càng lâu thì sức mạnh của cái thanh kiếm này nó sẽ bắn càng dữ. Đó, rất là ghê. Tầm tấn công sẽ xa hơn và nhiều hơn rất là nhiều. Đây là một trong những thanh kiếm mạnh nhất của ác đòn này. Đấy các bạn có thể thấy, đây là Shadow Squad. Và một cây Winterbrand là cây cuối cùng. Cây này thì nó có chỉ số tấn công là 8 đam. Tấn công cận chiến là 8 đam các bạn. Đấy. Và kỹ năng của nó sẽ là đó, khi các bạn ghi nó sẽ phóng ra những cái luồng gió. Đấy, luồng gió hình găng cưa giúp cắt cây địch, rất là mạnh luôn. Đó, rất là dữ, cực mạnh luôn các bạn ơi. Đây phải gọi là 4 thanh kiếm tứ đại thiên dương, 4 thanh kiếm của bản hát đòn Territory of Hate, rất là mạnh như là trong phim RPG luôn. Và đó là top 3. Chúng ta hãy cùng đến với top 2 của bảng xếp hạng lần này. Ok, thì vũ khí tiếp theo mình muốn nói đến không phải là một thanh kiếm, mà là một thứ vũ khí của thần chết. Đó chính là Chao Sicko. Sau khi cầm cái thanh này lên thì mình có cảm giác mình có một nguồn năng lượng hắc ám bao xung quanh các bạn ạ. Sức mạnh của mình phải gọi là cực kỳ mạnh. Nãy các bạn có thấy không, mình chưa cầm lên nữa đó, mà những cái con mod xung quanh mình, khi mình nhảy xuống một phát, những con mod bay mất tích luôn các bạn. Bạn thấy không, nãy mình thấy không, bạn thấy không, là mình nhảy xuống một cái là mấy con mod nó bay bắt xác luôn.
Đây là vũ khí chao Sisko, cây liềm hỗn loạn hay là cây lưỡi hái hỗn loạn. Đấy, rất là kinh dị, nghe cái tên là các bạn cũng biết là sức đực, sức mạnh của nó là thế nào đúng không? Các bạn có thấy là ở góc bên phải của chúng ta có một cái hanh cao đao. Đó là cái hanh cao đao skill đó các bạn. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem thử cái skill của cái cây lưỡi hái hỗn loạn này. Khi cầm lên chúng ta sẽ giơ hai cái tay của chúng ta ra đằng trước như là một con zombie vậy đó mấy bạn à. Và cầm trên tay. Và nó có những cái hiệu ứng, có những cái chữ error đó bạn. Các bạn thấy chữ error không? Đó, nó nổi lên, nghĩa là bị lỗi đó. Và có một cái hiệu ứng là khói, làn khói đen đen bay xung quanh chúng ta. Bây giờ mình sẽ ghi vào màn hình nha. Đúng không các bạn? Thổi bay luôn, thổi bay tất cả các con mod luôn các bạn thấy không? Bạn thấy vậy không? Mình chỉ cần ghi một phát là mấy con mod tự động bị thổi bay ra hết luôn. À, phải gọi là nó mạnh hơn cái găng tay của Hanot nữa mấy bạn ơi. Thấy không? Đi tới đâu là thổi bay tới đó. Các bạn có vũ khí này trong tay đó, bạn như một thằng thánh luôn các bạn. Nhìn nha. Shut down. Khi các bạn chém một con mod thì nó sẽ lan ra những con mod khác. Nó có một cái kiểu chém lan đó các bạn. Đó, thấy không? Rất là mạnh luôn mấy bạn ơi. Cái lưỡi hái này phải gọi là cực kỳ kinh dị. Một trong những vũ khí mạnh mà mình muốn giới thiệu tới. Thấy không? Mấy con mod tự động bị hỏi bay ra hết. Hồi nãy là mình cầm cái skill lên á, mình ghi vô á. Đầy cái chao skill nè. Cái tự nhiên cái nó thổi bay hết mấy con quái luôn các bạn. Chém rất là đã, thấy không? Nè, khi chém nó có hiệu ứng chém lan nè các bạn. Rất là ghê luôn. Đây gọi là cây liềm hỗn loạn, cây liềm của sự hỗn loạn. Cây này chúng ta có thể chế. Đó, chém rất là dữ luôn. Cảm giác rất là mạnh luôn các bạn ơi. Bạn cảm giác là bất khả chiến bại luôn, không có con mod nào có thể dám chơi các bạn chứ. Nè, ghi nhẹ thôi nha các bạn. Đó. What the hell? Thấy không các bạn, thấy cái tay phải của cái tay trái của mình không? Dơ dơ lên nè. Hô mưa gọi gió đó các bạn ạ. Rất là kinh dị. Thấy không? Một phát là sấm sét đánh xuống á, chết sạch luôn. Đó, bị hỏi bay đi kìa. Đó 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 đó. Đó là top 2. Và top 1 chúng ta sẽ là một hành vũ khí cũng mạnh không kém. Đánh với top 1 cũng là vũ khí mạnh nhất và cũng là vũ khí cuối cùng trong bảng xếp hạng ngày hôm nay. Đó. Titan Reaction Squad. À, một thanh katana của người khổng lồ mấy bạn ạ. Các bạn có thấy đây chính là cái sự khổng lồ của nó. Đây là một thanh katana với cái kích thước phải gọi là còn bự hơn cả cây Royal Squad nữa các bạn. Rất là bự luôn. Mà đứng ở bên đây mà nó dài qua tới bên bờ sông bên kia luôn rồi, các bạn biết là nó bự cỡ nào rồi đó. Sức mạnh của thanh kiếm này chắc chắn sẽ phải gọi là cực kỳ mạnh đây mấy bạn ơi. Mình nghĩ chắc là một shot quá. Đúng như mình nghĩ. Các bạn chém thì nó sẽ mất luôn cái block luôn đó các bạn. Khi mà các bạn chém, bạn nhấn đại một nơi nào đó trên nền đất á. Đó. Thì cái thanh kiếm này nó sẽ cài luôn đó các bạn. Nó cài đất luôn á, nại đất luôn á. Các bạn có thể vừa dùng làm kiếm, vừa dùng làm sẻng luôn. Rất là mạnh, rất là phê luôn. Đấy. Chém tới nỗi mà nứt đất luôn á, là các bạn hiểu cái sức mạnh của thanh kiếm này. Tại vì nó bự quá. Mà mình không hiểu sao những vật của mình cầm nổi cái thanh kiếm này, mình cũng rất là hay. Bái phục luôn. Và một shot. Thì sức mạnh của thanh kiếm này là, theo như mình nhớ không nhầm là 400.000 dam. 400.000 dam. Còn cái thanh lưỡi hái hồi nãy là 4 triệu dam. Nếu mình có nói sao không tin gì các bạn cho mình xin lỗi nha. Rồi, và cái kỹ năng skill của thanh kiếm này chính là triệu hồi ra sấm sét, cực kỳ mạnh luôn. Đây, bây giờ mình sẽ tạo ra một số con Ravager nha. Quadra kill. Thì nó sẽ có sấm sét nha mấy bạn. Còn khi mà ghi vô những con mod đó thì nó sẽ chém lan. Kìa các bạn nhìn cá dưới biển kìa. Mình ghi nhẹ cái thôi mà cá dưới biển chết trơn luôn các bạn ơi. Là bạn hiểu sức mạnh của thanh kiếm này lên tới God luôn rồi đó. Lên tới đầu phộng đẳng cấp thần thánh này. Nè. Đó.
tên Reaction Squad. Đấy, hành kiếm của Hằng. God đó, God up. Đó, các bạn thấy không? Quơ ngang thấy không? Nó có cái skill quơ ngang nữa. Nó có cái skill quơ ngang vào cái skill đưa tay lên trời, hô mưa gọi gió. Đấy. Nói chung là thanh kiếm này rất là mạnh. Là một trong những thanh kiếm bự, mạnh và bố đời nhất và khủng khiếp nhất trong Minecraft mod luôn đó các bạn ạ. Cho nên là xứng đáng đứng top 1 trong bảng xếp hạng ngày hôm nay. Đó chính là Titan Reaction Squad. Anh đã theo dõi bảng xếp hạng ngày hôm nay của mình. Và nếu như bạn nào thích cái clip ngày hôm nay của mình hữu ích thì đừng quên để lại cho một like, một subscribe để ủng hộ mình làm tiếp những cái clip tiếp theo về Minecraft review addon cũng như là hướng dẫn cài những addon hay hay nha. Ok, bây giờ hẹn gặp lại bạn nha. Trời ơi, cái gì vậy? Sức mạnh gì vậy? Oh my god.